Chưa đến Trung Thu mà nhìn cái loại bánh này thấy thèm bánh Trung Thu quá mọi người ơi. Nhìn nó y chang như một cái bánh Trung Thu mini luôn. Bánh này nó có tên là bánh nướng óc chó táo đỏ, mình mua ở bên GreenVN. Mọi người xem trong giỏ hàng bên dưới nhá. Bánh rất là thơm. Xin mời mọi người ăn thử. Ngon mọi người ạ. Rất ngon luôn. Bánh nó mềm nhé và nó ít ngọt, rất là thơm. Mình ngửi cái mùi bánh này thì lại nhớ cái loại bánh nướng ngày xưa á. Trung Thu là hay ăn mấy cái loại bánh nướng nhỏ như thế. Cái bánh này người ta làm rất là đẹp mắt đấy, mình nhìn cái là muốn ăn ngay luôn ấy. Và ăn thì thật sự rất là ấn tượng. Nó thơm, nó mềm và nó ít ngọt. Mình thấy ăn nó cũng hơi giống bánh Trung Thu ấy chứ. Mọi người ăn thử đi, bánh này ngon lắm. Đảm bảo luôn. Thường mình thấy ăn bánh Trung Thu á, thì nó rất là ngán bởi vì nó có nhiều nhân, nhiều thành phần á. Nhưng mà cái loại bánh này á, thì người ta làm rất là nhỏ. Mình cảm giác như là thèm ăn hơn nè. Vì ăn một cái rất là vừa. Ăn xong một cái không thấy ngán. Ăn một cái mà vẫn chưa đã mọi người ạ. Mình phải làm thêm cái nữa. Bạn nào mà sợ ăn mấy cái loại bánh này nó quá ngọt thì yên tâm nhá. Bánh này nó rất là ít ngọt luôn.